Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid đi qua để lại rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hệ lụy của nó gây ra vô cùng nặng nề, như người bệnh bị rụng tóc, hụt hơi, khó thở, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, đặc biệt là sức khỏe sinh lý của nam giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn do hậu quả của COVID-19 để lại đã được công bố. Một phương pháp mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh về nam khoa. Đó là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cao mật nhân Ấn Độ và công nghệ nano hướng đích hàng đầu Nhật Bản, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Bây giờ với cái thời buổi nó hiện đại như thế này rồi, thì chúng ta cũng nên cởi mở hơn trong cái vấn đề này. Tú thì không có gì phải giấu giếm cả, bản thân mình cảm thấy khi nào cơ thể mình tốt, cơ thể của mình khỏe mạnh thì mình không phải dùng. Nhưng khi mà mình cảm thấy cơ thể mình có vấn đề thì mình sẽ phải xử lý. Và Tú đã từng sử dụng cái sản phẩm Minh Men này rồi thì thấy rất là tuyệt vời. Nói thật là nếu bây giờ mà anh giám đốc Minh Men này mà anh ấy cho lọ nữa có khi không dám dùng, bởi vì dạo này về nhà là vợ phải chạy rồi. Nhìn thấy Tú là bây giờ ngại lắm. Đấy, ngày xưa là vợ thì thực ra là cũng hơi thất vọng một chút, cũng có những lúc thất vọng đấy. Nhưng bây giờ thì thực ra là vợ bảo như anh dừng lại đi, không thể được nữa rồi, vì nó quá sức chịu đựng. Sản phẩm Minh Men là cái sản phẩm mà tôi rất ưa thích. Tại sao chúng tôi rất thích cái sản phẩm này? Bởi vì thứ nhất, sản phẩm này được tạo nên bởi vì bào chế từ các cái dược liệu thiên nhiên rất quý của y học cổ truyền Việt Nam. Trong thành phần của sản phẩm Minh Men này có rất nhiều cái thảo dược quý hiếm mà y học cổ truyền Việt Nam thường sử dụng cho bổ thận dương, cho tăng cường sức khỏe nam giới bằng các cái thuốc bổ thận này. Ví dụ như là cao dâm dương hoắc, cao bạch thần lê, rồi cao mật nhân, mà trong đó thì có mật nhân của Ấn Độ mà chúng tôi đánh giá rất cao, bởi vì trong mật nhân của Ấn Độ là cái tăng cường cái hormone sinh dục nam giới rất là tốt và cải thiện cái sức khỏe tình dục của nam giới rất tốt. Chế phẩm Minh Men còn được bào chế dưới công nghệ rất hiện đại, công nghệ nano hướng đích, tức là công nghệ nano hướng đích. Tại sao gọi là nano? Công nghệ nano tức là công nghệ mà kích thước 1 nano bằng 1.000 tỷ của mét, cho nên là nó chia nhỏ các cái hoạt chất, kích thước các hoạt chất thành các cái siêu nhỏ dưới kích thước nano. Chính bởi vậy nó thấm sâu vào tế bào nhanh hơn, hấp thu nhanh hơn và hướng tới tế bào đích nhanh hơn và đưa hoạt chất vào đến tế bào đích và phát huy hiệu quả tốt nhất cho người dùng, là cải thiện được cái chức năng sinh lý của mình cũng như chống được mệt mỏi, chống lão hóa rất tốt trong cơ thể và giúp cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, và đã được Bộ Y tế kiểm duyệt rất là chặt chẽ và được công nhận cũng như được phép lưu hành trên toàn quốc và có thể là xuất khẩu đi nước ngoài. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.